giàu chưa chắc đã sướng, nhưng nghèo chắc chắn sẽ khổ. Ai đó đã từng nói như vậy. Để cuộc đời ổn định, đôi lúc chúng ta cần làm những lựa chọn không mấy chắc chắn. Đến một độ tuổi nào đó, người ta thường sẽ hối tiếc về việc mình đã chưa thực hiện được. Cảm giác hối hận dâng trào, rồi thở dài tặc lưỡi buông ra câu: giá như nếu thời gian có thể quay trở lại. Đa số chúng ta sẽ hối tiếc về việc mình chưa làm được, chứ ít ai hối hận về việc mình đã thực hiện mà thất bại. Bởi nếu đã cố gắng hết sức mà thất bại, thì nó vẫn có ý nghĩa hơn là không hành động. Có những ngày ngồi nhìn ngắm tuổi trẻ điên cuồng đi qua, nhìn những gì mình đã làm được và chưa làm được, đôi lúc tôi tự hỏi bản thân: cuộc sống này mình sinh ra có ý nghĩa gì? Đôi lúc nó vô vị, nhạt nhẽo quá. Dù rằng câu hỏi này tôi đã hỏi chính bản thân mình từ rất lâu lắm rồi. Từng ngày trôi qua, tôi cũng hiểu được và đã trả lời được một phần nhỏ của câu hỏi đó. Nhưng những ý nghĩa thắc mắc đó vẫn luôn tồn tại sâu thẳm bên trong con người tôi. Chắc tại là phụ nữ nên đôi lúc cảm xúc nó mỏng manh, chỉ một chút chuyện nhỏ cũng có thể tưởng tượng rồi vẩn vơ, nghĩ ngợi. Buổi sáng tinh mơ, cái đôi mắt mở ra nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, sao nó buồn buồn, không có nhiều động lực. Ngày ngày, mở mắt ra vội vã lao đến văn phòng, tối muộn, lủi thủi về nhà. Mỗi tuần đều như vậy, cuộc sống cứ lặp đi, lặp lại, ngày này qua ngày khác, không có nhiều đột phá thú vị. Đưa mắt nhìn về phía tương lai xa xăm thì thấy sao mà mịt mờ, tăm tối. Dù hiện tại thì trời vẫn sáng, vẫn ấm áp như lời hát ru ngọt ngào. Dù người ta ngủ say, công việc ổn định ư? Có cái gì là ổn định giữa cuộc sống đầy biến động này đâu? Có chăng ta đang tự ru ngủ, dỗ dành, lừa dối chính mình hay sống theo quan điểm của ba mẹ? Người khác đi làm công ty là ổn định. Hai từ ổn định là một cái gì đó rất mơ hồ giữa cuộc đời đầy xô bổ, tấp nập, vội vã này. Vọng tưởng về một tương lai ổn định, liệu có ổn định thực sự như chúng ta suy nghĩ? Bởi đã là con người thì ai chẳng có mong muốn sống một cuộc đời bình yên, tốt đẹp nhất. Nhưng đó cũng chỉ là mong muốn mà thôi, trừ khi bản thân của chúng ta tạo ra nhiều giá trị cho người khác và hành động như thế nào đó để bản thân giàu có, để rồi quay về một cuộc đời an nhàn, tự tại, phiêu siêu, ổn định của một kẻ giàu. Như thế có gọi là ổn định không? Cũng chẳng biết được nữa, còn tùy góc nhìn của mỗi người. Đã là cuộc sống thì nó phải có sóng gió, cho đúng với cái từ cuộc, còn sống thì từ từ tính sau. Mở mắt ra là bắt đầu một cuộc đi săn mới. Ai giỏi, mạnh mẽ, khỏe mạnh và nhanh nhất thì sẽ săn được những con mồi ngon. Còn săn như thế nào cũng tùy thuộc vào mỗi người. Mỗi sáng khi thức dậy, tôi tự hỏi liệu có điều gì thú vị đang đợi mình ở phía trước? Những việc gì mình đang làm khi có kết quả sẽ khiến mình vỡ òa sung sướng? Những sóng gió nào sẽ bất thình lình đổ xuống đầu mình? Với cuộc sống hiện tại, mình đã hạnh phúc thực sự chưa? Mình của tương lai có khác xa với mình của hiện tại hay không? Và nếu mình không thay đổi, làm khác thì mọi thứ xảy ra có khác với hiện tại bây giờ? Liệu mình chìm đắm trong cảm giác an toàn này được bao lâu? Và nếu mình không hành động, không dũng cảm nhìn nhận về cuộc sống thực tế hiện tại, có thể tương lai cuộc sống sẽ đóng gói gửi tặng mình một mớ những nỗi bất an càng về sau càng to bự hơn thay vì những cảm giác an toàn của hiện tại. Tôi cũng đã từng hỏi anh bạn thân của mình như vậy. Có vẻ hai đứa cũng có những cách nghĩ điên cuồng giống nhau, muốn trải nghiệm nhiều hơn nữa, muốn có một cuộc sống thú vị hơn, muốn mỗi sớm mai thức dậy có điều gì làm mình mong chờ, không ngừng cố gắng và rèn luyện một tinh thần tốt để có thể đương đầu với bão tố ngoài kia, mang lại giá trị nhiều hơn cho mọi người. Và sau khi nghe những lời tâm, can, phèo, phổi của tôi, thế là anh ấy cũng đã từ bỏ một công việc mà người ta gọi là ổn định để dấn thân vào một hành trình mới không mấy ổn định. Có khi sóng gió phía trước còn ác liệt, khủng khiếp hơn con người ta vẫn nghĩ. Nhưng nếu không bước đi thì làm sao tới, làm sao biết được mình mạnh mẽ như thế nào? Nên thôi, đã đưa chân tới thì bước luôn và biết đâu tương lai sáng đang đợi mình phía trước. Cuộc sống hiện tại của chúng ta đang sống thiên về những giá trị vật chất nhiều hơn. Nếu để ý, bạn sẽ thấy đa phần người ta thường thần tượng, tôn vinh những người giàu có, doanh nhân thành đạt,
những người giàu nói gì cũng là chân lý. Họ là những người dũng cảm, giỏi giang, là anh hùng trong mắt của người khác. Còn người nghèo, dù có nói đúng, có xuôi tay, thì người ta cũng cho là nổ, khoác lác. Bởi thực tế, anh ta đã làm được những gì? Chân lý đôi khi dành cho một nhóm người. Đa phần chúng ta chỉ nhìn thấy bề nổi bên ngoài, mấy ai nhìn thấy những khó khăn, giằng xé với đạp điên cuồng, dũng cảm lựa chọn hành động để họ có thể di chuyển từ nhóm này qua nhóm nọ, qua phía dành cho người giàu. Trên con đường đi đến sự giàu có là cả một hành trình đổ mồ hôi, nước mắt, lòng kiên trì và thậm chí có cả máu, có cả những niềm vui, cảm xúc lâng lâng, hạnh phúc. Ở đây không bàn đến những người sinh ra đã ở ngay vạch đích. Những người bình thường khi bước qua phía nhóm người giàu có là cả một quá trình nỗ lực. Mấy ai để ý trước kia, họ cũng là người bình thường như những người bình thường khác. Chỉ khác là họ có khát vọng và dũng cảm lựa chọn bước đi theo tiếng nói của trái tim, sống theo ý mình, nếm trải những buồn vui của cuộc đời. Giàu có chưa chắc đã là sướng, nhưng nghèo chắc chắn sẽ khổ. Ai đó đã từng nói như vậy. Và để có cuộc đời ổn định, đôi lúc cần lắm những lựa chọn không mấy chắc chắn. Nếu cuộc đời là một canh bạc, thì mỗi người chúng ta chính là người chơi và đang chơi chính ván bài của cuộc đời mình. Thắng thua cũng chẳng ai biết được, chỉ là cố gắng đưa ra lựa chọn tốt nhất để tránh thua canh bạc của đời mình, để có thể cảm nhận niềm vui chiến thắng mà thôi.